Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Bắt hai người dàn dựng lừa đảo thẻ quà tặng tại cửa hàng Campbell. Cảnh sát Campbell đã bắt giữ hai người vì bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo thẻ quà tặng tại một cửa hàng địa phương. Cảnh sát cho biết, cảnh sát đã tìm thấy hơn 500 thẻ quà tặng ở trong xe của những nghi phạm. Cảnh sát đã được gọi đến cửa hàng vào hôm thứ Bảy để báo cáo về việc có người đặt những tấm thẻ giả vào trong kho của cửa hàng để khách hàng mua. Một nghi phạm thứ hai đang đợi trong xe ở bên ngoài. Theo sở cảnh sát Campbell, những nghi phạm đã đánh cắp những thẻ quà tặng rỗng và thay thế bằng những thẻ mà chúng đã can thiệp. Kế hoạch của họ liên quan đến việc một khách hàng mua một thẻ đã bị thay đổi mà các nghi phạm có số thẻ và thông tin mã PIN. Sau khi nạn nhân nạp tiền vào thẻ đã bị làm giả, các nghi phạm đã có thể rút hết tiền ra khỏi thẻ, cảnh sát cho biết. Các nghi phạm được xác định có tên là Giant Chen, 45 tuổi, ở Rosemead và Bi Feng Si, 32 tuổi, ở Riverside. Họ có một lượng lớn thẻ quà tặng ở trong xe, bao gồm cả thẻ của Home Depot, Apple và Amazon, CPD cho biết. Cảnh sát cho biết cùng một tội ác đã được báo cáo ở Santa Clara và Chen trùng khớp với mô tả về nghi phạm. Chen và Xia đã bị bắt vì tội nhận tiền bằng thủ đoạn gian dối và âm mưu phạm tội. CPD đã đưa ra những lời khuyên sau đây để mọi người tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này. Mua thẻ quà tặng trực tuyến để hạn chế khả năng thay đổi vật lý. Kiểm tra thẻ quà tặng trước khi mua. Không mua những thẻ có dấu hiệu bị giả mạo. Giữ lại biên lai sau khi mua thẻ quà tặng. Bạn có thể lấy lại được tiền trong trường hợp bị lừa đảo. Sử dụng thẻ quà tặng ngay khi bạn có thể để ngăn chặn kẻ lừa đảo rút hết số dư. Phát hiện ra chất độc hại ở trong hàng hóa bán ở trên Shein và Temu của Trung Quốc. Các mặt hàng dành cho phụ nữ bán ra từ một số công ty mua sắm trực tuyến phổ biến nhất thế giới có chứa chất độc hại, đôi khi cao gấp hàng trăm lần mức cho phép. Nhà chức trách Hàn Quốc khuyến cáo vào hôm 21 tháng 8, những công ty thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc, bao gồm có Shein, Temu và AliExpress, đã tăng vọt về mức độ phổ biến trên toàn cầu trong những năm gần đây, cung cấp nhiều loại quần áo và phụ kiện hợp thời trang với mức giá cực kỳ thấp, giúp cho họ cạnh tranh với công ty khổng lồ Amazon của Hoa Kỳ. Trước sự tăng cường bùng nổ đó, các nơi như Liên hiệp châu Âu và Hàn Quốc cũng tăng cường giám sát chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh và tiêu chuẩn an toàn của các công ty Trung Quốc này. Các quan chức ở Seoul tiến hành kiểm tra hàng tuần các mặt hàng do các nền tảng trực tuyến đó bán ra. Trong cuộc kiểm tra gần đây nhất, 144 sản phẩm từ Shein, AliExpress và Temu đã được thử nghiệm và nhiều sản phẩm từ tất cả các trang thương mại điện tử này đều không đáp ứng được các tiêu chuẩn pháp lý. Giày bán từ Shein bị phát hiện có chứa hàm lượng phthalate cao đáng kể, hóa chất được sử dụng để làm cho nhựa dẻo hơn, có đôi chứa phthalate cao gấp 229 lần so với quy định cho phép. Chất dẻo gốc phthalate ảnh hưởng đến chức năng sinh sản như giảm số lượng tinh trùng và có thể gây ra vô sinh, thậm chí sinh non, một quan chức của nhóm sức khỏe môi trường Seoul cho AFP biết. Một loại hóa chất như vậy được Viện Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư ở người, vì vậy cần đặc biệt cẩn thận để tránh tiếp xúc lâu dài với cơ thể con người, họ nói thêm. Formaldehyde, một loại hóa chất thường được sử dụng trong các sản phẩm xây dựng nhà ở, đã bị phát hiện trong nắp chai của Shein ở mức gấp đôi ngưỡng cho phép. Hai lọ sơn móng tay của Shein bị phát hiện có dioxin, một chất có thể gây ung thư nơi người và có thể gây ngộ độc gan ở mức cao hơn 3,6 lần giới hạn cho phép và nồng độ methanol cao hơn 1,4 lần mức có thể chấp nhận. Có chì ở trong giày sandal. Shein nói với AFP rằng họ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thử nghiệm độc lập quốc tế để thường xuyên tiến hành các cuộc thử nghiệm lấy mẫu dựa trên rủi ro
nhằm bảo đảm rằng các sản phẩm do nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm của SEN. Các nhà cung cấp của chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các biện pháp kiểm soát và tiêu chuẩn mà chúng tôi đã đưa ra, cũng như luật và quy định về an toàn sản phẩm tại các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, công ty cho biết thêm. Chính quyền Seoul phát hiện giày sandal của Temu có chứa chì ở trong đế giày với mức cao hơn 11 lần so với giới hạn cho phép. Sau khi nhận được thông báo từ chính quyền thành phố Seoul, chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, một phát ngôn viên của Temu nói với AFP. Chúng tôi đã nhanh chóng xóa danh sách các sản phẩm này khỏi thị trường toàn cầu của mình và đang tăng cường hệ thống và hướng dẫn cho các thương gia để bảo đảm họ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định của địa phương. Theo một tuyên bố của chính phủ, các quan chức ở Seoul đã yêu cầu loại bỏ tất cả các sản phẩm độc hại đó ra khỏi danh mục mua bán. Các sản phẩm vượt quá giới hạn pháp lý là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, chẳng hạn như giày, sandal, da và mũ. Vì vậy, người dân nên đặc biệt chú ý. Ông Kim Tae-hee, một quan chức tại thủ đô Hàn Quốc, khuyến cáo chính quyền đô thị Seoul sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn định kỳ và công bố kết quả. Vào tháng 4, Liên hiệp châu Âu đã đưa SEN vào danh sách các công ty kỹ thuật số đủ lớn để phải tuân theo các quy định an toàn chặt chẽ hơn, bao gồm các biện pháp bảo vệ khách hàng khỏi các sản phẩm không an toàn, đặc biệt là những sản phẩm có thể gây hại cho trẻ em. Người tự đun nước sôi và người uống nước đóng chai thường xuyên, ai sẽ khỏe mạnh hơn? Trên 3 nghiên cứu cùng khẳng định ra một kết quả. Khi nói đến nước uống thì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Một số người thích tự đun sôi nước, điều này khiến họ thấy thoải mái và yên tâm. Những người khác thì lại thích mua nước đóng chai vì tiện lợi và đỡ rắc rối. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là tự đun nước để uống có tốt cho sức khỏe hơn hay là mua nước đóng chai tốt hơn? Theo một nghiên cứu được công bố trong kỷ yếu Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2024, cho thấy mỗi lít nước đóng chai chứa trung bình khoảng 240.000 hạt nhựa có thể phát hiện được. Những hạt vi nhựa này, đặc biệt là nhựa có kích thước nano, tức là dưới 1 micron, có thể đi qua tế bào ruột hoặc là phổi và đi vào trong máu, thậm chí đến tim và não. Ngoài ra, khi chai nhựa đựng nước đóng chai bị ép hoặc là tiếp xúc với nhiệt độ cao, các hạt nhựa dễ rơi ra ngoài và rơi xuống nước. Việc đóng mở nắp chai nhiều lần cũng có thể khiến các hạt nhựa thoát ra ngoài. Vì hạt vi nhựa rất khó được cơ thể con người chuyển hóa và hấp thụ, nên khi tích tụ trong cơ thể vượt quá một lượng nhất định sẽ gây tổn thương cho các cơ quan và tế bào. Tháng 2 năm 2024, một nghiên cứu khác được công bố cũng trên PNAS chỉ ra mối liên hệ giữa vi nhựa và nguy cơ tử vong do bệnh tật ở người. Kết quả cho thấy những bệnh nhân có hạt vi nhựa và nhựa nano được phát hiện trong mảng bám động mạch cảnh có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ hoặc tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn. Báo cáo nghiên cứu về độc tính tế bào của con người đầu tiên trên thế giới về vi nhựa vào năm 2021 đã tiết lộ độc tính tế bào của vi nhựa, chỉ ra rằng nó có thể gây độc tế bào, độc tính ti thể, tổn thương DNA và tổn thương màng tế bào. Đun nước sôi là cách tốt để xử lý hạt vi nhựa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước sôi và phương pháp lọc đơn giản có thể loại bỏ tới 84% hạt nano vi nhựa ở trong nước và giảm được lượng vi nhựa. Ngoài ra, quá trình đun sôi nước có thể tiêu diệt hầu hết vi khuẩn và virus trong nước, làm giảm hàm lượng của một số hóa chất trong nước và giúp nước uống tốt cho sức khỏe hơn. Vì vậy, uống nước do bạn tự đun sôi sẽ tốt cho cơ thể hơn là uống trực tiếp nước máy hoặc nước đóng chai. Đồng thời, nó cũng có thể làm giảm việc hấp thụ các hạt vi nhựa có hại. Ba quan niệm sai lầm phổ biến về việc uống nước. Có rất nhiều quan điểm về nước uống, một số đúng và một số sai. Sau đây là ba sai lầm phổ biến của nhiều người xoay quanh việc uống nước. Thứ nhất, không uống nước sôi hoặc nước để qua đêm có gây ung thư không?
Một số người lo ngại nước đun sôi nhiều lần và nước để qua đêm không thể uống được. Họ cho rằng nước như vậy chứa một lượng lớn nitrit có thể gây ung thư. Thật vậy, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu nước được đun sôi nhiều lần hơn hoặc để lâu hơn thì lượng nitrit sẽ nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, còn tùy vào số lượng cụ thể, chúng ta không thể chỉ nói nó có độc mà không nói đến số lượng. Một số thử nghiệm chỉ ra rằng sau khi đun sôi nước máy 60 lần, người ta thấy hàm lượng nitrit tăng từ 0,0006mg một lít lên 0,211mg một lít. Lượng này vẫn thấp hơn tiêu chuẩn là 1mg trên một lít. Trên thực tế, chúng ta chắc chắn không đun sôi nước nhiều như vậy ở nhà. Vì vậy, nói chung, uống nước này là an toàn. Nói một cách đơn giản, chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về việc uống nước đã đun sôi nhiều lần hay là nước để lâu ngày. Thứ hai là bạn cần uống 8 ly nước mỗi ngày. Trên thực tế thì 8 ly nước chỉ là tiêu chuẩn sơ bộ. Bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày còn tùy thuộc vào tình trạng thể chất của chính bạn. Nếu khí hậu ôn hòa và không hoạt động thể chất nhiều, thì nam giới trưởng thành nên uống 1.700ml nước mỗi ngày, phụ nữ trưởng thành là 1.500ml nước. Nếu dùng ly giấy, dùng một lần để đong sẽ được khoảng 8 ly nước. Tuy nhiên, nếu ai đó mắc bệnh thận hoặc là bệnh tim thì tốt nhất nên hỏi bác sĩ về lượng nước họ nên uống. Thứ ba là không thể uống chung nước nóng và nước lạnh. Có tin đồn rằng pha nước nóng và nước lạnh, gọi là nước âm dương, uống vào có thể gây tiêu chảy. Trên thực tế thì tuyên bố này là không chính xác. Chỉ cần nước lạnh thêm vào là nước đun sôi để nguội hoặc nước đóng chai hợp vệ sinh, uống chung với nước nóng và nước lạnh là hoàn toàn ổn, sẽ không gây ra tiêu chảy. Tuy nhiên, nếu thêm nước thô chưa đun sôi thì bạn phải cẩn thận, vì nước thô có chứa vi khuẩn và uống vào dễ gây khó chịu ở đường tiêu hóa. Vì vậy, chỉ cần bạn bảo đảm nước lạnh bạn thêm vào là sạch thì có thể uống với nước nóng và nước lạnh là được. Một ông ở Arizona đã bị bắt vì dọa giết Trump. Một ông ở Arizona bị bắt sau khi bị truy nã vì đe dọa giết cựu Tổng thống Donald Trump, cảnh sát loan báo theo CNN vào hôm thứ Năm 22 tháng 8. Ông Ronan Siverut, 66 tuổi, đã bị bắt ở Cochise County vào chiều hôm thứ Năm mà không chống cự sau khi bị truy nã trước đó cùng ngày, do cảnh sát Cochise County cho hay ở trên Facebook. Ông Ronan Siverut, mấy tuần qua thì ông nhiều lần lên mạng xã hội dọa sát hại cựu Tổng thống Trump. Theo bà Carol Kapas, phát ngôn viên Cochise County, bà Kapas từ chối cho biết ông Siverut đe dọa ông Trump trên mạng xã hội nào. Vụ này xảy ra trong lúc cựu Tổng thống Trump tới Cochise County thăm biên giới Mỹ-Mexico. Đội ngũ của ông được công lực thông báo về vụ này trước khi ông tới biên giới, một người biết vụ này nói với CNN. Sở mật vụ đang điều tra ông Siverut, phát ngôn viên của USS, xác nhận với CNN. Khi được hỏi về việc có người dọa giết ông, cựu Tổng thống Trump nói ông không biết USS đang điều tra nghi can, nhưng ông không ngạc nhiên lắm. Ông Siverut cũng đang bị truy nã vì không ra hầu tòa liên quan tới một loạt cáo trạng gồm có say rượu lái xe, tông xe rồi bỏ chạy và không ghi danh là tội phạm tình dục. Sở cảnh sát Cochise County loan báo trên Facebook vào hôm thứ Năm. Ông Siverut là cư dân của thành phố Benson, cách Tucson khoảng 50 dặm về hướng đông nam, theo CCSO. USS tăng cường bảo vệ cựu Tổng thống Trump sau khi ông bị ám sát hụt trong một buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào hôm 13 tháng 7. Phát hiện ra nam cảnh sát là đối tượng bị truy nã gắt gao gần 20 năm trước. Bị truy nã về tội giết người cách đây gần 2 thập kỷ, một người đàn ông bỗng dưng được phát hiện đang làm cảnh sát ở một đất nước khác. Một người đàn ông Mỹ đã bị truy nã trong một vụ án giết người cách đây gần 2 thập kỷ, được phát hiện là đang làm cảnh sát ở Mexico. Cảnh sát Mỹ đã dẫn độ Antonio Oriano từ Zapotitlan Palmas, tiểu bang Oaxaca của Mexico, về Mỹ vào ngày 1 tháng 8.
Riano bị cáo buộc là đã bắn chết Benjamin Becerra, 25 tuổi, ở bên ngoài một quán bar ở Ohio vào năm 2004. Riano là một trong những tội phạm bị cảnh sát Mỹ truy nã gắt gao nhất ở thành phố Hamilton. Vụ án của y đã được đưa tin trên chương trình phát thanh những kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ vào năm 2005. Theo lời nhân chứng, Riano là người nổ súng trong vụ ẩu đả vào cuối năm 2004. Các điều tra viên đã đột kích một ngôi nhà có liên quan đến y và tìm thấy đạn dược cùng các vật dụng khác có thể được sử dụng để làm giấy tờ giả. Một giáo viên tại trường mà con gái Riano theo học đã khai với cảnh sát rằng cô ấy nghe thấy mẹ của cô bé nói về việc sẽ chuyển nhà đến New Jersey. Sau đó thì chính quyền của New Jersey cho biết Riano đã trốn sang Mexico. Cảnh sát Mỹ không nêu tên cơ quan thực thi pháp luật ở Mexico đã tuyển dụng Riano. Người phát ngôn của cảnh sát Mỹ từ chối bình luận về vụ việc. Hãng tin NBI Noticias có trụ sở tại Oaxaca, Mexico đưa tin rằng bà Ines Martinez Reyes, thị trưởng thành phố Zapolitan, Palmas, cho biết là Riano là cảnh sát chuyên giám sát hoạt động tuần tra của cộng đồng Lopez Matios. Bà Martinez cho biết thêm khu vực này có 10 cảnh sát nhưng không ai trong số họ được cấp chứng chỉ và cơ quan này cũng không có đủ nguồn lực để tiến hành thẩm tra các ứng viên nộp đơn xin trở thành cảnh sát. Sau khi bị phát hiện thì Riano đã bị giam giữ tại Mexico trong khoảng 1 năm. Chính quyền Mỹ chỉ mới dẫn độ người đàn ông này về nước thời gian gần đây. Bà Blackney, luật sư của Riano, đã đệ đơn yêu cầu tòa án cho phép thân chủ của bà được tại ngoại vì anh ta không có tiền án. Tuy nhiên, thẩm phán tòa án quận Butler Michael A. Oyster Jr. đã từ chối đề nghị này vào hôm 19 tháng 8. Hiện chưa rõ ngày ra tòa tiếp theo của Riano là khi nào. Bưu điện Hoa Kỳ muốn tiết kiệm 3 tỷ đô la sẽ giao hàng chậm lại. Vào hôm thứ Năm ngày 22 tháng 8, Bưu điện Hoa Kỳ USPS cho biết họ cần phải giảm bớt chi phí từ hoạt động kinh doanh để tình hình tài chính khả quan hơn. Để làm được điều đó, USPS muốn cải tổ cách thức vận chuyển khi giao hàng. Điều này có thể làm chậm tiến trình giao thư từ cho một số khách hàng, CBS đưa tin. Kế hoạch cải tổ vận chuyển sẽ được đệ trình lên Ủy ban Quản lý tại USPS và được công bố khoảng 3 năm sau khi USPS bắt đầu thực hiện kế hoạch 10 năm nhằm ngăn chặn việc thua lỗ hàng tỷ Mỹ Kim và giúp cơ quan bưu chính lấy lại lợi nhuận. Kế hoạch 10 năm do Giám đốc Bưu điện Louis DeJoy thực hiện cũng làm thời gian giao hàng chững lại. Thay vì bảo đảm giao hàng trong 3 ngày như trước đây thì nay tăng lên 5 ngày. Chính sách giao hàng mới sẽ tiết kiệm khoảng 3 tỷ đô la một năm, USPS cho biết vào hôm thứ Năm. Tuy nhiên, USPS nói thêm rằng, tùy vào địa điểm, thời gian và khoảng cách, một số mã Jeep dự kiến sẽ có thời gian giao hàng lâu hơn. USPS cũng tăng giá tem Forever nhiều lần trong vài năm qua, làm cho một số nhà phê bình cho rằng khách hàng đang phải trả nhiều tiền hơn nhưng dịch vụ lại không như mong đợi. Với những thay đổi mới, dịch vụ giao hàng chậm hơn có thể ảnh hưởng tới các vùng nông thôn và các bưu kiện được giao tới các vùng xa xôi hẻo lánh, DeJoy nói với tờ Washington Post. Khi được liên lạc để yêu cầu bình luận, USPS chỉ ra một tờ thông tin liên quan tới những thay đổi được đề nghị. Trong đó lưu ý rằng kế hoạch sẽ không ảnh hưởng tới 75% thư từ ưu hạng First Class. Việc tăng giá dịch vụ nhưng lại giao hàng chậm hơn làm USPS có nguy cơ mất thêm nhiều khách hàng. Những người bất đồng cho biết đề nghị sửa đổi chính sách xảy ra trong thời điểm USPS chứng kiến khuynh hướng suy giảm mạnh về khối lượng thư ưu hạng giảm xuống còn 28%, tức là 46 tỷ vào năm 2023. So với gần 64 tỷ vào năm 2014, theo dữ liệu từ USPS, đã giảm phẩm chất dịch vụ mà còn lên giá thì nghiễm nhiên là USPS sẽ rơi vào vòng xoáy thiệt hại.
dân biểu Jerry Connolly, thành viên Đảng Dân Chủ đến từ Virginia và cũng là người chỉ trích Detroit, cho biết trong một tuyên bố gửi qua điện thư cho CBS Money Watch. Connolly nói thêm, đây là lần thứ hai giám đốc bưu điện Detroit đề nghị giảm phẩm chất dịch vụ. Không chừng ông ấy còn có thể tuyên bố quay lại thời kỳ giao thư bằng xe ngựa. Tổng cộng USPS hứng chịu một khoản lỗ hơn 87 tỷ đô la từ năm 2007 tới năm 2020. Chi tiết về doanh thu được USPS công bố trước cuộc họp ngày 5 tháng 9, trong đó các thay đổi được đề nghị sẽ được đưa ra thảo luận với các bên liên quan trước khi đệ trình lên Ủy ban Quản lý Bưu điện PRC, cơ quan quản lý USPS. Số lượng thư từ bầu cử và các bưu kiện chuẩn bị được giao trong ngày lễ không bị ảnh hưởng vì chính sách mới sẽ có hiệu lực vào năm dương lịch kế tới. Các viên chức cho biết, trong thời gian áp dụng đề nghị mới, thuốc men cũng sẽ tiếp tục được giao hàng với tốc độ như hiện tại hoặc mau chóng hơn, các viên chức cho hay, nhằm tận dụng triệt để các hệ thống phương tiện đường bộ đang được USPS sử dụng. Kế hoạch cải tổ vận chuyển cũng có thể giúp tăng tốc độ giao một số loại thư từ. Đề nghị này phản ánh hành động của USPS trong việc cải tổ hệ thống điều hành và vận chuyển nội bộ, tập trung vào các trung tâm tại các khu vực lớn, vốn đã bắt đầu vận hành tại Atlanta, Richmond, Virginia và Portland, Oregon. Mỹ làm pin lớn nhất thế giới để lưu trữ điện gió và điện mặt trời. Form Energy đang có kế hoạch chuyển đổi nhà máy giấy và bột giấy cũ thành cơ sở pin lớn nhất thế giới lưu trữ điện gió và mặt trời, công suất 8.500 MW. Khi điện gió và mặt trời phổ biến, nhu cầu các giải pháp lưu trữ năng lượng dư thừa quy mô lớn ngày càng cấp thiết. Trong khi đó, lưu trữ thủy điện, tích năng chưa thực sự phù hợp do tiền đầu tư xây dựng lớn và có khó khả thi ở một số địa điểm. Tại Lincoln, Maine, công ty Form Energy đang có kế hoạch chuyển đổi nhà máy giấy và bột giấy cũ thành cơ sở pin điện lớn nhất thế giới, có khả năng cung cấp 85 MW vào điện lưới cùng một thời điểm. Đây là cơ sở pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhất thế giới thời điểm này. Pin lithium-ion hiện là giải pháp duy nhất để lưu trữ năng lượng, tuy nhiên công nghệ này đắt tiền, số giờ đầu ra hạn chế và cũng đi kèm với rủi ro, đặc biệt là ở những khu vực có nhiệt độ khắc nghiệt. Form Energy sử dụng công nghệ sắt, khí, có chi phí triển khai chỉ bằng 1 phần 10, có thể cung cấp năng lượng trong vòng 100 giờ, không bắt lửa và cũng dễ tái chế hơn. Pin sắt, khi sử dụng các vật liệu đơn giản và phổ biến như sắt, nước và không khí, công nghệ này hoạt động sử dụng nguyên lý đảo ngược của quá trình rỉ sét và chất điện phân gốc nước, không bắt lửa. Khi pin xả, nó sử dụng oxy từ không khí để chuyển đổi sắt kim loại thành oxy sắt hoặc rỉ sét. Trong quá trình trạc, oxy sắt được chuyển đổi trở lại thành sắt và oxy được giải phóng. Một mô đồn pin sắt khi có kích thước bằng một bộ máy giặt, sấy chứa khoảng 50 ô ngâm trong chất điện phân. Sau đó thì nhiều mô đồ được đặt trong các hộp kín, bảo vệ và có thể được nhóm lại với nhau thành các khối điện quy mô MW. Form Energy sẽ sử dụng các bộ nguồn để lưu trữ 85 MW điện, mức xả là 100 giờ, trở thành loại pin lớn nhất thế giới. Ngoài việc lập kỷ lục, cơ sở này sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng tại địa phương do nguồn cung khí đốt hóa thạch hạn chế và nhu cầu sưởi ấm vào mùa đông. Dự án của Form Energy giúp lưu trữ năng lượng tái tạo từ các trang trại điện gió và mặt trời, đồng thời giúp đáp ứng nhu cầu của lưới điện khi sản lượng điện thấp. Thượng nghị sĩ Ann Goskin cho biết dự án này là một bước tiến trong việc giải quyết tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở Maine. Vào tháng 12 và tháng 1 vừa qua, hàng trăm nghìn người dân đã phải sống trong cảnh không có điện thời gian dài sau những cơn bão tàn khốc đổ bộ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.